Dạ à, khi cô bác anh chị nhận cái hàng của em á Cái điều mà Cái cối xe bột á Là nó khó chỉnh nhất à, Không phải là cái cối xe bột Em làm nặng Hoặc là không phải là cái máy bơm à, Em nó yếu Tại vì khi mà em làm Em gửi đi là em test thử hết trơn Và em làm rất là kỹ Tại vì cô, cô chú anh chị á Không có biết cách Không biết chỉnh á à cô bác không không biết cách chỉnh nè chỉnh chưa có đúng nó rồi cô bác anh chị nói nó yếu xây không nổi rồi cô bác anh chị mất uh, tốn tìm một cái bơm nữa ha hiện nay cái video này uh, thì em uh, chỉ cho cô bác anh chị khi mà cái cối về á uh, uh, cho cô bác anh chị biết uh, cái cách mà chỉnh và cách uh, khắc phục nó ha uh, đôi khi nó không xây nổi á uh. thì uh, khi á uh, em gửi đi á, thì em có gửi theo là một cái chữ T như thế này ha đây chữ T à chữ T này là chữ T 21 và thường thường á em sẽ em bán máy bơm là máy bơm cái này ha em trong các bán chạy coi máy bơm này 2 ngàn 2 ngàn ha thì một cái máy bơm này chia làm hai ha chia làm hai một cái một cái đầu á thì vô một ông xe đạp ông xe bột một đầu á thì lên cái guồng chính ha à khi khi có bán anh chị á mua về á có bán anh chị đây nó có sẵn gì cái đầu này thì có bác anh chị cứ ghim vô máy bơm như mình nha rồi còn cái đầu này thì cô bác anh chị ghim vô cái cối xe bột ở đằng sau á nó có một cái ống á để chút mình sẽ quay lại kỹ cho cho bác chị xem còn đầu này thì gắn vô cái guồng lên ha cái guồng lên thì nó có cái cọng dây nè cọng dây em đấu sẵn vô cái cây thế này thì cô bác chị lấy cái đầu này cắm vô đây nè. cắm vô đây Còn đầu này thì vô có xe bột để em xây lợi có xe bột cho Cảnh cô bác, chị cho bác dễ hiểu ha cái này thì nó rờ ha giờ cái này nè cái này nó rờ ha về cô bác chị muốn xây đâu 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 xây á rồi thì các bạn anh chị thấy ở sao đích thì nó lú một khúc bóng 21 nè ha thì đây thì cái đầu bích này thì cô bác anh chị xọt vô cho mình vậy ha sọt vô tại vì cái ống nước đôi khi cái ống nhựa nó bị cong á nên cô bác anh chị không biết cái chỉnh nó không quay được đây thì cô bác anh chị nè cứ đẩy 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 cho vô hoài nè các bác có thể thấy thấy nó lú cái đầu ra phải không các bác anh chị làm sao rồi cho cái đầu này nó đừng có cài với cánh quạt này nha khi mà cái này nó xây á đừng cài cánh quạt từ khi mà nước lên mà nó không quay nổi đúng không nó chảy mà nó không quay nổi á cô bác anh chị xem lại thứ nhất là nó có bị cạ không ha à, bị cạ cái đầu ống này không á cái cái khi mà nó xây á có bị cạ không nếu cả chúng ta rút ra chút ha rồi thứ hai mà nó vẫn chưa chạy được thì thế nè cô bác anh chị á, xây á cô bác anh chị cứ xây cái ống này nè ha xây qua tại vì nó nó bị nó cong á nó cong rồi nó cong cái đầu này nè nó cong ngược lại á rồi nó, nó thổi ngược lại tại vì nó thổi thẳng ra gì nè là, là cái quạt nó mới chạy còn nếu nó thổi ngược lại thì đâu có chạy được đâu. Nếu mà cô bác Thứ nhất là đừng có cho cạ ha. Thọt vô đừng có cả. Rồi cô bác anh chị cứ xây. Nếu mà nó chưa xây cô bác anh chị xây ống rồi nè. Xây nè. À. Cô bác anh chị xây nhẹ qua lại là nó tự động nó chạy à. Mà nếu cô bác anh chị thấy nó chạy nhanh quá đó. Thì cô bác anh chị rút. Rút này ra nè. Rút ra Rút ra thì, thì nước nó sẽ tự tự. Nó ông xe bột nó sẽ quay chậm lại. Tại vì khi mà cái ống nước á nó chạy thẳng vô luôn cái quạt á, thì nó quay nhanh mà nếu cô bác anh chị rút nó ra thì nó sẽ không có chạy thẳng vô á thì nó sẽ quay chậm lại, cái đó là cái cách chỉnh âm xe bột ha. Rồi. Và có một cái cái thắng nước phong thủy nè. Để quay cho cô bác chị xem. À, dạ còn cái đài phun nước nè. À thì cái máy bơm của em á Máy bơm 2000 thì nó chỉ chạy được là một ông xe bột và lên cái thác lên cái guồng chính. Còn nếu cô bán anh chị nào á thì nếu mà mua cái mẫu này có cái đài phun nước thì cô bán anh chị phải mua thêm một cái máy bơm nữa Tại vì một cái máy bơm 2000 á thì nó không thể nào nó chạy nổi ba 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 đầu lực được. Cái này thì chạy đời chỉ có chia ra hai thôi à. Nếu mà ba thì nó hoạt động không nổi ha. thì cái đài phun nước á thì em cũng có gửi cho các anh chị một cái này ha thì cái đầu này thì có bán chị gắn ở đằng sau giống như nó lú ra một khúc giống như cái ông xe bột á ha còn đầu này thì nếu có bán chị mua máy bơm thì có máy bơm gắn vô nha thì em cũng có bán mấy mấy cái máy bơm á là mấy bộ tượng á nếu có anh chị nào muốn mua thì liên hệ với em với số điện thoại zalo trên góc màn hình nha À, khi cô bác anh chị á, mua về thì cô bác nhớ chị lên đây tham khảo cái véo này nha tại vì à, đôi khi cô bác anh chị không biết chỉnh á cái à, cô bác á, mất tốn một cái máy bơm nữa cái nó nói cái máy bơm em gửi không có bơm nổi mất tốn một cái máy bơm nữa ha tại vì khi á thì em mới em test thì em sử dụng cái, cái máy bơm thứ một thứ đó đó em gửi cho cô bác anh chị nên là nó quay là nó chắc chắn lắm với em làm em test rất là kỹ để bây giờ là cái thác nước phong thủy nè thì khi em về thì em tháo ra ha em bỏ vô cái thùng em tháo khớp này ra thì khi cô bác anh chị gắn lên rồi đúng không thì cô bác anh chị khi mà nó quay nó hoạt động mà cô bác anh chị thấy nước này nó chưa chảy nè đúng không nó chưa chảy nó chảy ở đây mà nó không chảy bên đây thì cô bác anh chị nè cái cây này là mình không có chấm keo á cái cây này để chỉnh cái thắng nước phong thủy nè cô bác anh chị á nếu mà nó tại vì á, cái cây trên này nè là nó nằm trên trên cái cây nước ra này nếu cô bác anh chị thấy nước ở đây nó chảy mà nước ở đây nó không chảy thì cô bác anh chị cứ lắc vô lắc cho nó sát vô nhích vô một miếng gì là nước nó dâng lên nó chảy ra đây thì nếu cô bác anh chị thấy nó chảy nhiều bên đây nó nhiều quá thì cô bác anh chị cứ say xây á nhích ra đầy miếng nhích ra miếng là được à là nó sẽ quay là nó sẽ cái này chả ít lại ha tại vì sản phẩm của em khi mà em gửi đi em test kỹ lắm với em cũng làm rất là kỹ nên là nó hoạt động là rất là im ha thì khi mà những cái cô bán chị thấy á tuy rằng nó gì nhưng mà nó đẹp gì nhưng mà một hồi á em em test xong rồi khi mà em gửi đi á em phải xịt rồi xong xuôi lại chân sạch cho đẹp lại rồi mới gửi đôi khi cô bán chị khi mà nhận hàng á nói có mấy cái nó bị trầy trầy nước sơn á tại vì khi mà nó vận chuyển á nó bị trầy á tại vì bỏ vô cái thùng á rồi người ta dục tới dục lui á nó cạ vô á chứ mà ở đây thì khi mà em gửi đi em ấy kỹ lắm cô bác anh chị thấy bây giờ á chiếc xe đạp những cái mẫu của mình á chiếc xe đạp mình làm có làm cái cái vỏ trước là rất là đẹp ha À, rồi cái video này thì cô báo anh chị xem cứ làm theo ha rồi có ý kiến gì thì cứ bình luận bên dưới giúp em thì nói như vậy đó cái có xe bột thì cô báo anh chị cứ chỉnh y ra như vậy còn cái thắng nó phong thủy thì cô báo anh chị cũng chỉnh như cái cách em chỉ vậy đó Thì khi em em gửi đi á thì có gửi dây nhợ rồi đủ cho quá anh chị ha còn cái ông câu cá nữa nè thì cái cây cần câu thì em gỡ ra ha khi mà em gửi đi á thì cái tay cái tay không có cây nè cái gì có bán anh chị gáp vô rồi cái tay cái này chọt vô ha À, và ở kênh tiểu cảnh ống nhựa này thì em không bây giờ em không có làm về nhạc chế nữa thì à, nếu cô bác anh chị muốn nghe nhạc chế thì xin vào cái kênh minh tấn bolero ha và ở kênh minh tấn bolero này thì em có để cái đường link ở dưới phần mô tả cô bác anh chị nào muốn nghe nhạc chế thì xin vào cái kênh minh tấn bolero ha à giờ rồi video ở đây cũng kết thúc chân thành cảm ơn của anh chị đã xem video này ha để có ý kiến gì thì xin bình luận dưới dưới phần bình luận á để em sẽ trả, trả lời để rồi cảm ơn các anh chị đã xem giáo ủng hộ nha Dạ tạm biệt Bye bye